Xin kính chào anh em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về chiếc đầu đĩa DVD của hãng Marantz. Model của nó là DV6200. Với chiếc đầu đĩa này thì nó sẽ có thiết kế là phay nhôm xước màu vàng chanh rất là đẹp. Đây là một trong những cái mẫu thiết kế độc đáo của hãng Marantz. Và hiện tại là em đang lắp ghép với một chiếc amply Marantz BM6100A. Nó sẽ cùng tông màu rất là đẹp. Với cái chiếc đầu đĩa Marantz 6200 này thì anh em có thể dễ dàng phối ghép với cái tông màu vàng chanh trong cái bộ dàn rất là sang trọng nha. Về kích thước của chiếc đầu đĩa, chiều ngang của nó là 440mm, chiều cao của nó là 88mm và chiều sâu của nó là 312mm. Con này trọng lượng của nó là 3,5kg. Với chiếc đầu đĩa Marantz DV6200 thì nó sẽ có khả năng để đọc đĩa DVD, đọc đĩa CD và đặc biệt là chơi luôn đĩa nhạc MP3 rất là hay. Máy về trong tình trạng là đẹp trong lanh và kèm theo khiển zin của máy luôn nha anh em. Tiếp theo đây em sẽ test chức năng đọc đĩa DVD trước nha. Đây là cái đĩa DVD bị chảy rất là nhiều nha. Sẽ nhớ cái vị trí cũ nha, bấm đây lại. Chất âm của nó rất là mịn màng và mềm mại nha. Rồi tiếp theo nữa là em sẽ test cái chức năng đọc đĩa CD. Những bài rất là nhanh nha. Nhấn qua bài bắt đọc rất là nhanh nha. Top nè, với đĩa ra nha. Nhận 6 bài nha, thử tiếp một cái đĩa khác.
mắt đọc cực tốt luôn nha anh em. Thiết kế màu vàng chanh rất là sang trọng và rất là đẹp nha. Về cái kết nối phía sau, cái nắp lưng cũng còn rất là đẹp nha. Tất cả những cái giắc cắm đều được thiết kế mạ vàng hết nha. Xuất audio cổng quang luôn. Điện áp là 100V. Công suất của nó là 15W, made in Korea nha. Nói về trong tình trạng là khá đẹp, mắt đọc tốt, khiển zin theo máy luôn. Đang ghép với chiếc Camry Marang BM6100. Tiếng rất là hay nha anh em. Đây là nội thất bên trong đầu Marang nha anh em. Phỉ mạch dày đặc luôn nha. Với chiếc đầu đĩa Marang DV6200 thì anh em có thể chơi đĩa DVD, đĩa CD, đĩa MP3 với cái chất âm của Marang đậm đà và mềm mại nha. Với chiếc đầu đĩa này thì anh em có thể phối ghép trong bộ dàn với những chiếc đi phay nhôm màu vàng chanh với cái size chuẩn là 44 nha. Và với chiếc đầu đĩa này thì em sẽ bán với giá là 1.700.000 đồng. Còn với chiếc âm đi thì cũng kèm theo khiển zin luôn. Và chiếc đi này thì em sẽ bán với giá là 4.300.000 đồng nha. Thì anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852. Em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh, nếu ủng hộ thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.